nay con cũng bầm dập lắm sư phụ. Hả? Mấy hôm nay con cũng bị bầm dập lắm. Bầm dập dễ gì? Mà chắc con nghĩ thử thách. Tu hành lúc nào cũng bị thử thách mà. Không tu rồi càng thử thách, nhưng mà không tu á mình lọt xuống vực thẳm. Mình không có cái lực gì đưa lên thì mình hèn yếu rồi mình rớt luôn. Còn tu á là mình leo lên, nó không giống như té núi vậy, mấy thằng hai chín mà kiểu hồ bái sinh nào á leo lên. Thì tu nó phải có thử thách gọi là tu. Con thấy cái ấn đường của sư phụ nó hiện lên không? Dạ thấy. Rõ lắm sư phụ. Đó là ấn đường của thiên tử. Thế gian này không ai có. Với cái dấu vuông cái chữ thập nè, dấu gọi là người người nhân thập là dấu này nè. Ở đây nó gào vuông lại là vua. Trên thế giới này có một mình sư phụ có. Đây nè. Này của cha làm dấu. Trong người sư phụ có biết bao nhiêu một rùi son nữa. Mà ủa nè mẹ này sao thấy được. Hỏi sao mặt. Chuyện đó vậy là vậy. Tại sao cho hội biểu diễn và đóng một cái màn phim ngộ nghĩnh này? Thì tại vì cái đời nãy đang ngộ nghĩnh. Không ngộ nghĩnh thì làm sao mà thay đổi được cái cũ đi sai đường. Đúng không? Cho nên không phải là thụ ngã mạng hay là tự sân. Tánh thụ rất là khiêm tốn mà ai cũng biết. Người ngã mạng là trầu có tiền triệu tiền tỷ là đi chơi thoải mái chạy một ngày chiếc Rolls Royce rồi là đóng mấy anh ghệ rồi. Thì đâu có vậy đâu. Mà nhập thất nè, rồi lại cho thế giới mà mỗi lần lại là những 5.000 người nhảy dù cùng với phụ á, gầu lắm. Trời ơi, ngài đi với tôi xuống trần, tôi ở Việt Nam tôi khổ, tôi mang thân người cũng như ngài, ngày sướng ngày tối ngày cứ lại để cho người ta bớt chết. Bớt chết nghĩa là gì? Nghĩa là chậm đúng không? Cái trời mới đi chậm lại, tại vì sư phụ là người có thể xoay chuyển được cái vận mệnh của mọi quốc gia mà. Cho nên mỗi lần mà sư phụ nói nhập thất lại là mấy cái người mà có điển linh căn Việt Nam sợ. Đâu tôi chờ hoài, tôi chờ tới ngày đó hoài mà ngày tối ngày ngày cứ xin với sỏ với khóc với lại hoài. Tụi tôi hôm nay tôi bán giấy số, tôi đạp xích lô rồi tôi đi làm ruộng, tôi khổ quá, tôi chờ ngày về mà tôi chờ không có nổi. Xin lỗi nha. Xuống đây mục đích mình cứu chúng sanh đúng không? Còn sư phụ có già thêm chút cũng đâu có sao đâu. Sư phụ chỉ cần 3 năm thôi mà. Sư phụ sống tới 88 tuổi lận. Thì anh Bắc anh cũng rất là thiện tâm, ổng làm cái bài mà mấy đệ tử khấn cho sư phụ á. Thì cũng tốt, đứa nào thích khấn cứ khấn thoải mái. Nhưng mà muốn cho lẹ dễ nhớ là mấy con chỉ cần nhớ nguyện ngày ăn lành, đêm ăn lành, đêm ngày sáu thời đều ăn lành. Con thiên kim ngân được an lành, gia đình con được an lành, sư phụ con thiên đến kiệt được an lành. Mấy con chỉ khấn vậy thôi là lẹ nhất đúng không? Còn cái kia thì nguyên cái bài văn sới xa dài quá. Cha chỉnh mà cha nghe cha cũng mất thời gian của cha nữa, mình phải tiết kiệm thời gian của cha nữa. Nên sư phụ có cầu đó, ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành, tất cả đệ tử hồi thiên đều an lành. Ê về đây sư phụ khấn vậy. Thành ra cái thuộc lòng luôn. Trời ơi, Thảo bữa nay giống giống bà. Mấy bà Nhật chưa lấy gì ta? Hả? Nó mặc đồ phùng phùng á. Kimono. Kimono à? Kimono. Kimono. Thảo này chứng kiến một cái sự việc mà sư phụ xin được mẹ Thảo về trời đó. Tại lúc mẹ Thảo còn sống á, có tới đây nhận sư phụ làm sư phụ. Hiện giờ đeo cái chuỗi là của mẹ đó. Cái bữa hổm sư phụ đưa được về trời, bữa có lên cái clip nói thôi là người có khả năng duy nhất có thể đưa người xuống địa ngục về trời được. Người ta tin không tin đó là sự thật. Còn mấy ông thầy không có làm được hay không á, ông có giỏi ông làm chứng minh sư phụ ấy, còn sư phụ làm được đó. Còn dặn dò nữa, con phải gán mang thân người rất là khó, mà biết được đạo pháp là càng khó. Tại vì sao? Tại vì con thấy biết bao nhiêu người chiến sĩ Việt Nam mình lớn lên
14, 16 tuổi, 18 học ra trường xong cái đi lính. Đi lính bộ đội, lính gì không biết. Rồi cái 1, 2 năm cái bị đùng đùng chết. Người ta cũng là người hiền đúng không? Người ta không có phước để biết được Phật Pháp, kinh điển. À, rồi cái Thành làm gì? Thành con ma chơi. Cho nên rồi Thành ma chơi gì? Rồi là ma đói chứ đâu phải ma đói lạnh. Chứ có ai nói ma no ma ấm đâu. Bao giờ có mấy con nghe ông bà mình dạy lại cho mình cái chữ là ma no ma ấm không? Không bao giờ đúng không? Ma đói, ma lạnh, ma cô đơn. Mà mấy con mà thường thường bị ma nhát là nghe gì? Nghe tiếng khóc, tiếng rên không đúng không? Con tôi nó không có nhận ra tôi, tôi đói quá, tôi lạnh quá. Là đúng không? Con thấy một kiếp người phù du như vậy đó. Hôm nay mấy con ngồi đây có đại đại phước. Siêu phước luôn á, tôi nói thiệt á. Còn mà cái đại thảm họa mà sư phụ sắp sửa mà sẽ đối diện đó là cái đại thảm họa của nước Việt Nam. Nó không phải là kinh tế nghèo đói hay là bị mất chủ quyền hay là mấy cái tài nguyên của mình hay là nợ ngập đầu thế giới. Cái đại họa mà sư phụ phải try to fix để mà về để mà phục lịnh với cha. Đó là cái đại họa vô văn hóa của nước Việt. Cái đó khó lắm con, nó là nằm trong cái này nè. Cái đó thụ đang nhức đầu á, mấy vị cũng đang nhức đầu á. Mấy vị mới vừa họp với phụ mỗi ngày á. Thôi da, thái tử lãnh nhiệm vụ đời đạo. Nhưng mà cái đại họa này là đại họa vô văn hóa. Tụi nó không có biết cha mẹ là gì, không biết thần thánh là gì. Sáng lớn thức dậy, ê quán cà phê nào ngon, ghế nào đẹp, ê chiều nay đi nhậu chỗ nào có mồi ngon. Tối ngày nó cứ vậy không. Mà nghe mấy chuyện tâm linh này lên là nó chửi xối xả. Mà nó đâu phải là người mất phước đâu, nó đang có phước. Tại sư phụ là chuyển lên Thánh Dương, con cha là đầu thai là tiếng Việt, nói tiếng Việt. Những người mất phước là những người không nghe được tiếng Việt kìa. Con này nghe được tiếng Việt mà nó còn chửi mình á. Thì đó là đại họa mấy vị rất là nhức đầu rồi đó. Thêm mấy thằng kim cương nằm dùng nữa. Bây giờ ai mà ngu lắm á, mấy vị nói trời ơi thằng nào mà nó siêu ngu á, tức là vô minh thì nó khó, nó không có hiểu. Tại mấy thằng mà chưa từng học về Phật nó đâu biết chữ vô minh là gì, nó coi chữ đó tầm thường lắm. Nhưng mà người học Phật nó nghe chữ đó là quảng hồn. Còn cho phụ dịch ra là siêu ngu. Chứ ngu thường là chuyện nhỏ, là thôi giải thích chữ ngu thường. Mà còn chết cho đảng thì người đó là siêu ngu. Hiện giờ này, tại vì dân đã không có tin được luật pháp. Luật pháp không có luật lệ rồi. Luật lệ là luật cua, luật rừng rồi. Rồi viên chức lại không có tin lãnh đạo. Lãnh đạo không có tin đảng. Đảng không có tin trung ương. Trung ương chẳng có tin thể chế của mình. Mà hôm nay mấy thằng kim cương, mấy thằng râu rìa mà vẫn còn ngu muội, thì cái đó là một cái nhức đầu thứ hai của sư phụ. Tại trong những ngày kế tiếp là những cái ngày mà gọi là hồi quang phản chiếu á. Khi con ra đường đó, nó đã hơn phân nửa là con ma con quỷ. Khi cái tâm ma đó, Đức Thầy hôm kia có dạy là mình phải nhẫn nại. Mình không có thể chống chọi được với ma tâm của tụi nó. Mình phải nhịn. Ngày dãy chết của nó quậy dữ lắm. Cho nên tất cả mấy đứa con họ thiên nhiên thế giới phải bị khảo. Chồng khảo, con khảo, vợ khảo, bạn bè khảo. Nó chửi, rồi nó nói đủ kiểu. Mấy vị đã dạy rồi, mấy con đừng có lung lay. Thằng chồng có chửi kiểu nào, nói ông giữ cái khẩu nghiệp. Ông giữ cái duyên để đời này ông được đi về trời. Đừng có nói gì hết. Tại vì Đức Thầy ngày hôm qua, ngày đó cảnh cáo rồi, những ngày kế tiếp, con và những đệ tử của con sẽ bị khảo nhiều lắm á. Khảo để thử thách cái đứa nào bền gan bền trí luôn. Còn khi mà người mà ma tâm á, họ đã chai lì chai đá rồi, cũng giống như họ là một vật vô tri, là giống bị hư rồi, một cái hạt giống hư lép rồi, họ không có thể nào thay đổi được ở đời này, thì để gieo duyên đời sau, không biết họ còn có tái sanh đời sau không nữa. Lập hội long qua rồi. Lúc đó chỉ còn người hiền không à. Người xấu hiện bây giờ không thay đổi á.
thì cũng khó mà thay đổi. Hôm nay là lễ vía cha, một năm chỉ có Thượng Đế duy nhất là người xóa tội cho chúng ta. Ngoài ra trên vũ trụ này không có ai hết. Thì đứa nào mà quay đầu với trời Phật đó, thì vô hội trường lại. Còn đứa nào lại xong ra đây ngồi chơi. Bữa nay ông Sơn Thần ông nói trời nắng đẹp, cho mấy đệ tử lên đây đi. Chứ hồi nãy sư phụ ngồi nói chuyện với ổng, ổng kêu lên đây à, sư phụ lên thôi. Chứ hồi nãy sư phụ cũng tính như ngăn là dồn về dưới, mà dồn về dưới thì chỉ có ca với hát không à, ca hoài chán lắm. Mà nói hoài cũng mỏi cổ lắm. Nhưng mà nói gì nó vui hơn phải không à, với gió mát gì nữa. Với lại sư phụ cũng không muốn ca, mà không ca mấy đệ tử buồn. Mấy con ở trong hoàn cảnh sư phụ mấy con cũng hiểu, sư phụ đâu phải thích gì đâu. Nhưng mà sư phụ không có nhào vô để mà nó xâm tụ á, thì nó thiếu vui nhộn. Mà hãy lên á, thì ở Việt Nam mấy chục triệu người người ta bị chắc. Người ta nói trời ơi, tôi ngưỡng mộ anh, tôi anh là đạo, anh đọc Lăng Nghiêm thuộc lòng rào rào mà anh còn ca nữa. Cái nghĩa là họ chỉ chọn một là đọc kinh, hai là giống như Đàm Đỉnh Hưng, muốn kiểu nào. Sư phụ là vừa cả hai luôn. Họ không có thích như vậy. Nên cái đó là cái chấp. Nhưng mà họ quên đi là đạo Thiên Tâm chúng ta là đời đạo song tu, xuất pháp của thế gian không rời xuất thế gian. Tức là mỗi ngày chúng ta phải tươi tính, tươi tấn, hạnh phúc với gia đình, rồi cũng thành công trong chuyện đời. Rồi lúc đó đó chuyện đạo cũng sẽ thành công. Chứ không phải mình chối bỏ rồi mình đi vô chùa rồi mình cà rượu rồi cái tối ngày cứ tụ nhóm trong chùa, rồi cái ông thầy ông kêu làm gì làm cái đó. Ông nói thôi con ơi, cái xác vô thường có nhiêu tiền cúng dường cho thầy đi con ơi, chuyển ngân cho thầy đi con ơi, đại khái rồi cái cho ông hết rồi cái để thầy đưa con về giảng sanh. Nghe nhị khoái cũng giống như mua cái vé về trời á, thì là một. Nhưng mà ông đâu có biết, nói thầy đi đâu con đi đó. Ông nói vậy đó, tức là ông xuống địa ngục là cũng đi chung với ổng, xuống cầu cũng đi chung dưới hầm cầu. Thiên Nhật Phương qua đây, sao lâu quá còn không lên. Ở đây cậu đệ tử này phụ lịch xì con nè, lịch xì qua rồi. Cái này đừng phân bì nha, mấy đứa đệ tử ruột á, tiền này là tiền hên, cái hũ điển vô rồi. Con chúc sư phụ an ninh thọ trường. Ôi ôi, con đi lên cái ai vậy? Dạ con đi một mình. Ờ, đi máy bay hả? Dạ, đi lúc 5 giờ sáng. Trời ơi, tội nghiệp, ngồi đâu đây đi. Dạ. Kim Ngọc, con có lì xì chưa? Đây, cho lì xì. Đại Tết á, trong này chỉ có không có tiền nhưng mà có bùa hộ mệnh đó con. Ừ. Bồ xuống thế gian là Bồ Tát không có muốn chúng sanh sợ quả. Bồ Tát rất là sợ nhân, cho nên mấy con đừng có làm gì cho sư phụ quá, đừng có động tâm về sư phụ, cứ tự mình dương lên, tự mình là một người hiền, người tốt là sư phụ rất là mừng rồi. Còn sư phụ xuống đây chỉ làm nhiệm vụ cho bề trên, cho cha, cho mẹ, cho chư Phật, cho Đức Thầy, để mà lập lại cái nước Việt mới, nhất là hùng cường giàu mạnh. Rồi xong sư phụ cũng phải đi về phục lệnh. Chứ con sư phụ mà mắc nợ mấy đứa con á, phải đi lên đi xuống hoài, mệt lắm. Một chuyến này là chuyến cuối. Kinh Địa Mẫu có nói sư phụ, chuyến này chuyến cuối. Sau này những đứa đàn ông á, mà theo sư phụ mà nó đọc kinh không được, nó không có đủ duyên tu á, có thể cốt là cốt thần á, thì Thiên Tâm chúng ta là một cái mái nhà. Cái cửa Tây á, là về Tây Phương Cực Lạc đúng không? Còn cái cửa Nam á, là gọi là Mỹ Vô Nhà Hậu Thiên, những người mà sau này sẽ theo phiên Việt á, mà không có biết đọc kinh á, thì về lo an bang tái thế. Thì sau này là thiên tâm là sư phụ lập đạo. Còn sư phụ sẽ về mặt đời, sư phụ có lệnh rồi là về mặt đời
thì những cái người không biết tu á thì sẽ là thiên việt. Cơ trời bây giờ đi đã tới rồi. Hồi xưa giờ mình nói bông vơ, mình đi vòng ngoài. Master mode, professional mode, karaoke mode, master mode. Hello. Professional mode. Hello. Karaoke mode. Hello. Master mode. Professional mode. Cái nút cuối cùng là remove cái icon. Hả? Cái nút cuối cùng là remove cái icon. Ở dưới cùng. Hello. Bấm DM. Karaoke mode. Hello. 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 Master mode. Hello. Cái này cũng được. Đây ngồi ở đây mặc cho đen đen. Sáng nắng này cũng tốt. Quá. Lên đây ngày vía cha lại sám hối, nó ngồi không nhỉ? Không vô hội trường lại đi ra. Hội trường mở cửa. Nói chuyện hoài ngày nào cũng nói hay không, thấy tội nghiệp của. Thôi muốn hỏi gì hỏi đi, tại vì mỗi lần nói rồi phải hoạt động cái bụng mới. Tao ngồi ngắm cảnh không gió rồi chút, mấy con cũng giống vậy đúng không? Không muốn hỏi gì cứ hỏi. Mọi thứ nói hoài chuyện tràn gian đại hải, rồi chuyện trên trời dưới đất, chuyện gì cũng không biết. Hỏi đi. Con gái thì Hùng phải trả lời là chừng nào con chết thì Hùng trả lời lẹo. Con hỏi câu đó đi. Hả? Rồi đeo mắt kiến ngộ quá ta. Hiểu nó hiểu gì đó, nhớ cái bá màu này là hiểu gì á. Gucci. Gucci. Ông ơi đẹp tiếng đó. Cái em gái này. Này em gái à. Gucci. Nói về em gái này là lúc trước á, nhớ bữa đó là ông gì? Hả? Ba ruột phải không? Ông chết mà ông thương cái đứa con này, ông không có chịu đi. Ông ở trong đó ông chơi với mấy đứa cháu tối ngày, làm cho tụi nó sặc sờ. Xong cái bữa đó phụ tới, chỗ thấy ông ngồi đó. Nghe nói thôi bác già rồi, bác đi chứ ở đây bác chờ, bác mà nếu con là nếu cháu hoài mệt quá mà ổng không chịu đi, mà cho phụ phải đành lòng mới ra lệnh rồi á, lệnh bắt phải dùng thần lực đó. Thì từ đó thật sự á, mình thương ông bà mình cũng thương đúng không, nhưng mà người âm người dương khó ở đó. Đó là tại sao lúc mà còn sống á, bác là người hiền, bác không có biết tu. Tại người biết tu á, đi là điên cái một siêu lên thiên liền, không có để cho quyến liếng con cái. Tại vì người âm trong nhà làm cho mấy đứa nhỏ nó không có ngủ, sao nó làm bài. Đây nhân chính ngồi đây, vô tiễn đi, bữa giờ im rồi phải không? Trời ơi, đi vô cậu chính xin đóng bùa tào lao mà ông đâu làm được gì đâu. Tôi không cần bùa chứ, không cần nói một tiếng một thôi là đi, không đi thôi. Đây xung quanh sư phụ lúc nào cũng có mấy ông tin tướng với mấy ông rồng hộ pháp, gặp mấy ông đó là té xóm rồi, ma quỷ gì mà không sợ mấy ổng. Tôi đâu cần bùa đâu, bùa đi tới chỗ nào là chỗ đó là xong. Đây ngồi đây nè, giờ bữa giờ còn thấy ổng không ha, phải không? Ừ, nói đi rồi. Với lại ổng cũng có phước, lúc đó anh tới nhà ổng, Quỳnh tới nhà ổng, tới nhà em phải không,
Cái Quỳnh nói thôi giờ có duyên gặp với mình rồi không, mình có quyền lực xuống trần để cứu mà cứu chúng sanh. Chúng sanh trong mắt cho Phụ không phải là xác phàm này là đâu, mà là luôn cả vong linh là cũng là chúng sanh của Phụ. Thôi đi về nha. Lúc đó Phụ đưa ông đi rồi, nói một câu một hay là đi rồi. Hả? Đưa hết rồi. Đưa này vô gì nè. Ở đâu có cái này vậy? Lại sám hối thì vô hội trường lại nha, còn này mình ngồi mình hóng gió thôi. Nói thiệt tình hay là mấy con khen cho Phụ nè? Thiệt. Đẹp chỗ nào? Cũng vậy thôi phải không? Không đẹp. Ô, tại lại nhiều quá thì cái bụng nó bót lên chút. Con đứng lên đứng xuống là tự nhiên là bụng nó nhỏ thôi. Thấy năm nay sư phụ thấy coi già đi nhiều, cho nên bữa nhập thất xong ra thì ngày hôm qua cái mấy gì khen mẹ hay mấy chị đồ khen, tưởng đâu khen là nên con phải thường xuyên vô nữa. Nên giờ Phụ nhất định một tuần vô một ngày hoặc là hai ngày để mà nghĩ mấy cái chuyện lớn. Nam, bữa con làm IT cũng good lắm á, DJ hả?
ngồi đó vô tưởng đâu có con mèo nào nó đang đi. Con ai vậy? Này con ai đứa gần đứa nào? Cảm ơn nhiều. Cần thiết tự gì ở xa cũng được, cô chỉ biết cái ý cổ là muốn cho chắc ăn, là không muốn tái sanh nữa, muốn về trời, thì cô đã nhận lời rồi, thì cổ cứ bình thản ra đi đi, cái ngày mà ấy cổ cũng về núi, không có cần phải đi bằng pháp phạt, thì khi về núi sư phụ cũng sẽ đặt tên cho cổ trước mặt, cũng giống như đã làm nhiều người trên thế giới vậy, cho nên cổ cứ an tâm. Không có gì, không có cần mang sắc phàm tới, nên nó mệt, tốn vé máy bay. Ngày mà cận tới nghiệp mà hồn rời khỏi xác, tại thụ kêu một cái là chạy về liền. Thôi đừng có đi, nó bỏ đi. Thụ hứa thụ làm mà. Ngày mà con mắt á, thụ kêu cái cổ tới, rồi thụ sẽ đặt tên cho cổ. Còn vậy nè. Tiếng đó. Trời ơi, mình có nhiều phương cách mà. Để tiết kiệm tiền phải không? Tiết kiệm tiền vé máy bay rồi khách sạn rồi này nọ. Tại cái hồn đi đâu có tốn vé máy bay đâu. Kêu tên, bả tên gì? Phụng gì á. Kêu cái là đứng trước mặt liền ha. Dễ. Nên đừng lo mấy chuyện đó. Tám muội mời hàng ma quỷ, tại vì họ thiên là phải biết bắt ấn đó, để khi mình đi đâu một cái nơi quan vắng, hay là mình ở một cái nhà của mình có trượt, khi mình ngồi thiền á, cái hồn của mình là nó sẽ tiếp cận với thế giới vô hình, đúng không? Mục đích thiền là vậy, để cho mình biết được mình có cái chân linh nó cao siêu hơn là cái xác phàm, bệnh tật ốm đói, thì ma quỷ nó không có tác phá mình vậy thôi. Rồi, hello, lâu quá không có gặp anh. Anh khỏe không anh? Rồi, cái này thấy đẹp trai hơn nghe ta. Ủa anh có làm tội gì không? Bữa nay lên lại trai hả? Có làm tội không? Trời, tánh ông nóng như trong chương phi mà ông làm tội thì cũng hơi lạ đó. Đại tử mình nút lại đó nè. Có á. Thử lấy. Singapore phải không? Con Singapore phải không? Sao bữa nay lạc lòi qua đây vậy con? Vé máy bay Singapore rẻ hả? Con sao hả? Yeah.
không nhớ. Rồi mấy thằng con là tương lai sau này là giúp cho sư phụ về mặt đời mà. Không nhớ được. Sắp sửa khi đảng riêng biệt ra đời, nó sẽ thu hút tất cả những hiền tài vô trong cái đó. Nó có giấy tờ, nó cũng như đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ của Mỹ vậy. Còn cái thiên tâm này là ô cho mấy cái người này chết nhát, chỉ về trời thôi. Còn cỡ toàn á là phải vô cái cửa nam, gọi là cũng là họ thiên, nhưng mà cửa nam là do về an bang tái thế nước Nam của mình. Mấy người này là chết nhát về trời đi, đừng lo chuyện nước non vậy chứ. Nước non là mấy này cũng là họ thiên, tại vì ở trên cha nói sau này họ thiên sẽ là cai quản nước Việt thôi. Trong những ngày kế tiếp, sư phụ phải đi tìm hết tất cả những đảng viên mà cũ mà có lòng chân chính để mà đi theo họ thiên chúng ta. Ok, hồi xưa anh không hối lộ nhiều, anh vô đó anh lại đi, anh hối lộ 2 tỷ, anh chỉ cần lại 20 cái được rồi, cái 20 triệu phải không? À, lại xuống cái là giảm 20 triệu. Cho nên ông nào ông lấy vô lại rồi cái là xong rồi, mình làm lại màn mới nha, không nhắc chuyện cũ nữa. Cho nên họ thiên chúng ta có 2 mặt. Sư phụ có cái lệnh vậy mà. Đời sư phụ là vậy, nửa đời nửa đạo. Cái này chắc thuộc gì là thiên Việt. Mấy đứa con là thiên tâm. Mà đứa nào có cả hai là quá tốt luôn. Tại vì sau này mấy về mặt đời ấy, mấy người đó đâu có biết tu đâu. Bây giờ kêu mà ta cầm súng để mà trị an quốc gia, rồi kêu ta cầm cuốn kinh, một bên cây súng bên cây cuốn kinh, mấy con nghĩ có làm nổi không? Không lẽ lấy cây súng đi gõ mỏ hả? Có mình sư phụ thì làm được, còn mấy người thường ta đâu có làm được đó. Mấy tiền bữa hôm sư phụ lì xì cho thiên thọ chị ạ, đang mịt nạ và ảnh kìa. Cúc mà góc thiên thọ bà tỷ phú lì xì chưa? Bà tỷ phú này ở tầng trời thứ 13 cho nên giàu dữ lắm. Cái này tiền là tiền hên, có 2 đồng thôi. Này là tỷ phú, tỷ phú không có được lại, đầu gối không có vàng. Thôi lên đây ngồi dữ, giàu dữ lắm, giàu á nứt nẻ luôn. Tử có nhiều, tử hồi thiên có nhiều người giàu, có nhiều người nhạc sĩ, ca sĩ, đủ dạng hết á. Ok, bữa nay ngày với cha là lại sám hối, chứ không phải ngồi đây, thôi chứ ngồi đây không gió thôi, còn đứa nào cứ vô lại đi lấy đồ ăn ra đây ăn. Kêu chính đem đồ ăn để đây nè con. Ai đó bụng qua đây. Cái hũ nói chuyện ngày nào cũng nói, mấy con thấy tội nghiệp chứ hũ mệt quá rồi. Ngồi chơi ngó nhau được rồi. Khi mà mình có hướng tâm về ngày hôm nay, mà lúc mà lên bút vé máy bay á, là mấy con đã được ở trên biết rồi. Ở chùa, chỗ ngày hôm qua hay là ở đây, cha biết hết, cha xóa tội hết. Cha đã từng bữa là giảng sanh cho mấy 50-70 triệu người chết từ thời Covid, chết động đất ở Trung Đông, là cha cho đi hết, huống hồ với mấy con là họ thiên thì cha đã blessing hết rồi. Cha biết, cha nói chuyện với bụng. Cho nên đã khi cái ngày lúc mà mình bút vé, mình có cái tâm hướng là mấy vị đã chứng rồi. Còn về đây mà hấn ba cái nhang nữa là nó thêm một cái lễ nghi đầy đủ thêm thôi. Còn ngồi gần với phụ thì là cũng tốt thêm.
Còn nói chuyện thì trừ khi những lúc nào có những câu hỏi gì muốn hỏi thì hỏi. Cái hồi sáng sớm giờ chưa ăn gì cũng hơi lừng sừng, cũng làm biến nói chuyện. Hôm qua cũng có nói rồi. Còn ở chùa á, thấy có sân khấu mà nó hơi chật chội. Còn hồi cũng đi qua đi lại, lỡ ai mà bị cảm á, nó lây tội nghiệp. Nên đây không bị lây, ngồi gió thoảng nó là bay hết. Corona, Covid gì đó bị mấy ông chân thần bụp hết à. Nên trên đây sáng chùa nói mấy ngày bây giờ bữa nay quyết định sao đệ tử kéo về đông quá 300 người. Con ở Canada qua hả con? Phải không? À, con đâu? Florida hả? À. Cái mấy vị nói thôi kêu mấy đám đệ tử lên đây đi, bữa nay trời đẹp nè. Mấy ngày nói vậy á. Cho nên thụ mới gọi ông nội kêu mấy đứa về đây. Nói đi. Giơ tay này nói đi. Hả? Không nghe gì hết trơn á. Họ thiền mới có bi trí dũng, dũng là cũng phải nói tiếng lớn thôi. Đâu phải họ còn rụt cà rè đâu. Dạ thưa sư phụ, dạ thưa các anh chị em họ thi ở đây. Là con ở bên khách sát qua. Thì hôm nay con về đây trước là ngày lễ viếng cha, viếng mẹ. Và sau thì được làm duyên gặp sư phụ. Con với cô sư phụ là trong gia đình của con ở Việt Nam á, năm vừa rồi là có 3 người mất trong vòng có mấy tháng, là 2 chú và 1 người em đột tử con phải không? Thụ vừa nói vụ đột tử. Dạ 2 người chắc lên. Là đảng viên thân chức thân sao đúng không? Dạ không. Lì lợm đứng đầu có không? Dạ không có làm đảng. Bây giờ mấy đảng viên mà lì lợm đứng đầu mà chửi sư phụ tối ngày á, mấy vị cho đột tử hết. Không chết 50 á là thọ rồi đó. Ở dưới 50, 51, 52, 53 là đi hết. Tại sau này cái cơ trời đi tới những người đó sẽ cản trở chậm lại cho cả dân tộc bị khổ, mấy gì đâu có chịu đâu. Tôi xin cho ông chồng ở lại á. Tại ông mà đi bây giờ nước mình loạn á là sư phụ có lỗi á. Ông đúng rồi, ông chết rồi sư phụ là xin nè. Tại giờ để mà bình lại giống chạy gu đai còn hơn là tắt máy giữa biển. Phụ đây ngồi biết hết, chuyển hết. Cho nên chưa có chịu hộp về. Ở quê sư phụ, không có ở. Bây giờ con nói gì tóm tắt thôi. Dạ con. Thì sư phụ ấp phở này nha, ai ở đây mà cảm thấy mình bị trúng bùa trúng ngã vậy đó, ngồi một cái hàng ghế đó đi. Cô kêu Robuster tới để mà hút, không? Ngồi chỗ đó, Thiên Kim con qua đây con. Chỗ để mấy người trúng bùa trúng ngãi qua, con không trúng thì con ở đây. Đến nào lại mời sư huynh tới để mà bắt mạch. Tại hôm nay là cơ hội. Chứ là đi về bị bùa ngãi sần cả đời không ngóc đầu nổi. Con muốn nói gì con nói nè, thì sư không hiểu con nói gì luôn. Con muốn sư phụ giúp cho họ để họ. Ồ, con lo thân con chưa xong, con lo tùm lum. Ở đời nó có cái nghiệp, bây giờ con là tỷ phú đi. Con muốn đứa con làm tỷ phú, chưa chắc con làm tỷ phú. Mà con giao hết cái trust, cái là will cho nó. Tài sản cho nó, ngày mai tự nhiên nó bị chuyện này chuyện kia, cuộc đời của giấc giả. Xuống trần chúng ta, người nào ra người đó. Sư phụ là không có lo từ cá nhân vong linh gì hết trơn á. Thế nào có duyên thì gặp. Tại vì làm cái này á, tức là mỗi một lần sinh cho một người nào là sư phụ phải giảm tuổi thọ, giảm sức khỏe. Mà trong khi cái đám 100 triệu người đang cần sư phụ. Ở cái đời này cái gì nó cũng phải có mua và có trả chứ không có free nha con. Giờ khi những đứa nào mà giúp họ thiên biết quảng bá và biết độ chúng sanh thì nó có công độ nhiều người. Rồi ba má nó là bị gì hay gì giống như kiểu Thảo rồi sư phụ kể thì nó gần sư phụ thì nó cũng là người trong gọi là sư phụ, không phải coi nó là đệ tử mà kêu những đứa là hộ pháp. Tại nó có rất là nhiều công để kéo cả đống
giống như anh Trinh nó cũng phải làm ăn cho cả đống mấy con ăn đúng không, thì là gọi là hộ pháp thì sư phụ mới giúp mấy người đó. Còn mấy con mà là như kiểu con mà ở xa xa lâu mà tới mà kêu một cái chắc có thế giới là 20 triệu người á, sư phụ làm thầy pháp luôn cho nó dễ, chứ không phải là làm giáo chủ không. Còn con mà muốn giúp á, con phải về giúp núi và biết độ chúng sanh. Chứ giờ con cứ tính theo cái phần của con thôi, con độ một cái nhìn rộng lớn để độ nhiều người, con đâu có làm gì đâu. Tức là vẫn còn ích kỷ, vẫn còn cái ngã. Nên sư phụ nói đứa nào mà có cái tâm á, mà biết độ những người xung quanh dòng họ mình thì sư phụ sẽ độ người đó. Con làm gì? Sư phụ đâu phải thầy pháp mà đến đây mà để xin mai xin quỷ hay là làm ấy, trừ khi mấy đứa đặc biệt gần sư phụ. Rồi từ khi con được biết sư phụ là con 4 năm nay là con quy y và con theo sư phụ là học hỏi rất là nhiều và con cũng ăn sớm ngày mùng 9 tới gặp người tử này thấy nó buồn ta kể bên nhà con vô. Ở Việt Nam ai cũng cũng theo thờ cha thờ mẹ và đọc kinh hàng ngày hết sư phụ. Giờ chết chưa? Mấy người đó là chết hả? Mà lúc trước khi chết là có hội thiên không? Hả? Đi về làm sao mà đi về trời được? Ồ, sư phụ đã nói rồi. Sư phụ lên đây 5 năm rồi, chứ không 6 năm rồi, trên mạng rồi. Sư phụ nói rõ hết rồi. Mà 6 năm nay mà không có hội thiên mà về chết mà còn đứng đây ỉ ôi, con nghĩ cái đó có bất công với những đứa hội thiên không? Rất là bất công. Tại vì cái ngã của họ còn, cái nghiệp còn nặng đó. Cả như nước Việt mình bây giờ nè, sắp sửa chết đói, chiến tranh, rồi sắp sửa ma diệt ma, quỷ diệt quỷ, đảng diệt đảng, dân giết công an giết dân. Đúng là cái nghiệp của nước Việt mình đó. Mà sư phụ cũng phải gán xin chuyện lớn, sư phụ không có xin mấy chuyện nhỏ. Chờ tưởng đâu là còn sống mang họ thiên thì quả mới. Thôi để cho họ là lộn lợn kiếp nữa đi. Ok rồi tái sanh lại đi. Còn cái chuyện con muốn ấy là vô kiếm chùa mấy ông thầy ông đặt bàn thánh rồi ông để cái dĩa cúng cho ông vài trăm triệu ông giảng sanh giùm. Mấy ông thầy ông giỏi lắm. Cúng gì nhiều chừng nào thì cái bông sen bự chừng đó. Thầy chứ không có làm đó. Sư phụ chỉ khuyên người tu thôi mà phải biết chỉ lúc còn sống rồi. Sư phụ chỉ có thể giúp lúc mà còn sống mang họ thiên. Còn sống mà không có mang họ thiên á là sư phụ bị phạm với lực của trời, con biết không? Là sư phụ coi như là giống như sư phụ bị mấy vị quở trách hoài. Ngài xuống trần á, lo chuyện đại sự cho cả một cái trái đất 8 tỷ người chứ đâu phải là ngài làm thầy đâu. Mà cứ đi xin đi xỏ. Cái sư phụ mới nói đúng, nhưng mà có những đệ tử tôi thương nó gần, tôi thấy nó cũng có hiếu cha mẹ nó thì nó ok, đặc biệt mấy đứa gần gần nó thì ok. Còn nếu mà ấy thì có những chùa mấy thầy thầy pháp thầy này thầy kia họ chuyên viên làm cái đó, không phải mình tôi hữu biết làm cái đó đâu. Cho nên ai muốn tôi hữu giúp thì mình phải giúp mình và mình giúp những người xung quanh, rồi mình phải giúp những cái người bạn của mình thì từ đó sư phụ mới giúp người đó. Sư phụ đã giúp rồi, đưa cúng kinh là đã giúp rồi, còn cái kia là giống như lạm dụng thần thông, lạm dụng chức quyền của sư phụ rồi vẫn còn ích kỷ cho riêng cá nhân mình. Sư phụ rất là đâu ra đó, chí công vô tư. Thôi chỉ có thể giúp, thí dụ như cái đứa đệ tử nãy mà đang bị trúng bùa trúng ngã mà trước mặt cho phụ á thì ok, giống như con đang trúng bùa thì phụ giúp được. Còn con tới con xin cho chú cho này được về trời giảng sanh.
đứa nào ở đây mà cảm thấy mình bị chúng bùa chúng ngải thì đứng ra ngoài đó, thì thôi chỉ giao duyên được cái phần đó chút xíu thôi. Đang ngồi bên đó. Đâu ai đâu ai chúng bùa dạ. Bác ơi nhìn go bus và anh kiếm bác qua giùm mấy đứa. À, đi đi vô thư viện. Ok, mấy người chúng bùa đi vô, có thầy thuốc bển, tôi chỉ khám mạch thôi. Bển mình có thầy thuốc rồi. À, dẫn quá hết đi chứ còn xin giảng sanh cho chú, cho cô, cho bác. Thù đã giảng sanh một lượt là 50 triệu người chứ không phải riêng rẽ người nào đâu. Nhưng mà phải đặt bàn khánh, có cha đứng đó. Nghe lời đó là mấy phút? 10 phút. Trời ơi, 10 phút lâu quá, cái máy ở pin của nó. Dạ, 5 phút thôi. Rồi cũng lâu nữa. Con cách đây 2 tuần, con nó về ăn Tết. Mà khi trước khi nó đi, con ở vị trí nhà. Cháu làm việc ở gần New York. Khi nó đi, con mới cho nó cái dấu thiên tâm mà sư phụ cho con ở trên này. Con nói con ơi, con treo cái dấu này trên xe vì cái dấu này rất là quan trọng, cha mẹ trên trời đó là Ngọc Hoàng Thượng Đế và Thánh Mẫu, mẹ sư phụ cho mẹ, con đeo lên trên xe, con lái xe. Thì nó nói dạ. Thì nó khi về nhà cháu thấy mỗi lần con lại cha lại mẹ là con kêu cha mẹ. Ở đây ai mà bị cảm thấy bất an đó, có bác sĩ đứng đó kìa. Bác sĩ đang khám mạch, ổng đây. Cho nên bữa nay bác sĩ ở đây ai có bị gì á, anh vẫn ngồi cho bác sĩ ngồi đây. Bác ngồi lên bác. Nên ai bác sĩ cần bác sĩ thì có bác sĩ ở đây, mình không phải bác sĩ nha. Dạ, khi cháu về nhà thì con cứ kể lòng vòng quá à, con nói con kể lòng vòng năng lắm. Khi mà trên đường đi á, cháu bị cái xe thoát nó vây quanh cháu, nhưng mà trong khi đó là nó sắt bị tông, thì nó chỉ nghĩ tới cái dấu thiên tâm ở trước á, nhưng mà nó nhắm mắt lại, nó sợ quá, nó lại cha lại mẹ, rồi nó lại ông ngoại. Tại vì nó nghĩ là con nó thấy con lại cha lại mẹ thì nó nghĩ cha mẹ là ông nội của nó. Nói nó quá, lại ông nội bà nội, con mừng quá. À, cho con giải thích dạ, giảm con đạo giống như em đi restroom dạ. Thì vì đó mà con thấy cái giấy thương tâm á, con rất là cảm ơn cha mẹ và cảm ơn sư phụ để cứu con trong khi chiếc xe truck mà nó vây quanh nó sắp tông, tại vì nó chạy nó quẹo phải mà nó không ngó, con nó ở ngay cái bên apply box thì nó sắp lại dẹp lép rồi đó, nó con sống lại được là nhờ cái dấu thiên tâm đó. Là con xin mẹ lên nói với sư phụ là con rất là cảm ơn ngài và cảm ơn ông bà, cảm ơn Ngọc Hoàng Thượng Đế, là hôm nay con thành thật những lời chân thật của con. Và trong Tết vừa rồi đây, cách đây là một tuần mấy thôi, kính lạy cha mẹ, kính lạy sư phụ. Nam mô Di Đà Phật. Cảm ơn con. Hai chị em đi trước, hai chị em trước cho mình.
Những người nào muốn thì có thể ngồi nói chuyện.